Tập 65. Ta là quả phụ của Ti Dương, di chiếu của Ti Dương đương nhiên phải giao cho ta. Đúng là nực cười. Nếu như ta lập tức lấy di chiếu ra, ngươi có thật sự phụng mệnh không? Nếu như ngươi không tuân theo chiếu lệnh thì đó là tội đại nghịch bất đạo. Quả phụ của Tiên Dương nhà ngươi nên tự trừng trị mình như thế nào. Ta nói cho ngươi biết, chiếu thư là có thật. Trước khi Tiên Dương lâm chung đã đưa chiếu thư cho ta, chính là để có một ngày trừng phạt tội nhân thiên cổ của Đại Tần nhà ngươi đó. Ngươi cho rằng như vậy có thể làm khó ta sao? Ta cũng không ngại cho ngươi biết, trước khi ta vào đây đã cho Dương quân bao dây bắt giao hành cung này, khiến chui cũng không lọt. Mỹ Nguyệt cho dù có một cánh cũng không thể bay khỏi nơi này. Người đâu? Có thật. Lục soát mau. Dạ. Ê. Dạ. Bên đây. Dạ. Các người làm gì vậy? Nè, các người dừng lại. Các người tung hết cho ta. Nhanh lên. Dạ. Tìm kỹ không chừa một chỗ nào. Dạ. Không được bỏ qua một điểm nào hết. Dạ. Đây là đồ đạc của Danh phu nhân, các ngươi không được đụng vô. Các ngươi làm gì? Nói nhiều quá đi đó. Hồi bấm quệ hậu đã lục soát khắp nơi ở Bắc Giao thành cung, không có tung tích của Mỹ Nguyệt. Vậy còn công tử Tắc, đám tùy tùng của Mỹ Nguyệt và thêm Dung Nhuế nữa? Hãy nhìn cho kỹ vào chiếc gương này đi. Nhìn thử bộ dạng của ngươi bây giờ thật đáng thương. Ngươi bị phu quân đuổi về mẫu quốc, giữ mình hơn 30 năm. Bây giờ vì một tấm di chiếu lại nguyện ý mất đi tính mạng. Thực ra hiện giờ ngươi có chết đi cũng chỉ là một con quỷ cô độc không người tế lễ. Chỉ bằng thức thời một chút, giao tấm di chiếu ra đi, ta sẽ ghi công báo đức, phụng dưỡng ngươi hẳn hoi, để ngươi sống những năm tháng còn lại được thoải mái. Đừng phí công nữa, ngươi sẽ không có thứ gì đâu. Ngươi đúng là kẻ ngu xuẩn. Mỹ Nguyệt đã cho ngươi thứ gì tốt đẹp chứ? Tính ra ngươi cũng xuất thân cao quý, lại cho rằng người trong thiên hạ ai cũng tính toán chi li như ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, thứ mà ta muốn, ta đã có được từ lâu rồi. Được. Không nói cũng được thôi. Đỗ tướng quân. Có gì thật? Đám người của Mỹ Nguyệt chắc chắn trốn ở trong hành cung này. Nghe lệnh của ta, bắt giao hành cung do hạ nhân nhóm lửa bất cẩn mà gây cháy, đốt cho ta. Nhất định ta sẽ đốt cho Mỹ Nguyệt bò ra đi. Dạ. Lấy đốt. Trong. Làm gì vậy? Lên tự bà tìm đường chết thôi.
Khóa cửa. Cứu chúng tôi với. Mở cửa ra. Có ai không? Điều phu nhân, nhanh lên. Dung đại nhân. Hành cung bị cháy rồi. Vậy doanh phu nhân người, doanh phu nhân người tâm đã toại nguyện. Chúng ta mau đi thôi. Tới giờ này có lẽ công tử Tắc và Nguyên Nhiễm đã bình an tới nơi đóng quân của họ rồi. Hy vọng có thể tránh được tai mắt. Nơi đó hoang vắng, Nguyên Nhiễm luôn ở đó thao luyện binh sĩ, đều là người của mình. Vậy thì tốt lắm. Chỉ cần Mị Nguyệt có thể lấy được di chiếu từ chỗ doanh phu nhân, ta sẽ có thể triệu tập lão thần thương lượng chuyện kế gì. Đại nhân, bên phía Bắc Giao đột nhiên cháy lớn, rực lửa hết nửa bầu trời. Bắc Giao à? Liệu có phải là Bắc Giao hành cung không vậy? Không rồi, Mị Nguyệt cùng Dung Nhuế tới đó để gặp doanh phu nhân, không lẽ xảy ra sai sót? Mau phái người qua bên đó để xem xảy ra chuyện gì. Rõ. Người coi, con đường nhỏ bên đó, đi thẳng con đường đó thì có thể gặp được người ngựa của Tư Mã tướng quân. Được. Ai ở bên đó vậy? Mị phu nhân, các người là ai vậy? Hả? Tướng quân đừng hiểu lầm, tôi tới để tiếp ứng cho mọi người. Các cư phụng mệnh của ai tới đây? Là tả tướng Sư Lý Tử. Người lừa ai vậy? Sao vẫn còn chưa tỉnh nữa? Ta làm sao biết được. Cũng nên tỉnh rồi chứ. Muội muội, muội muội đã tỉnh rồi sao? Trời ơi, đúng là trời cao có mắt, tỷ tỷ lo cho muội muốn chết luôn vậy đó. Mị phu nhân hôn mê bất tỉnh, cô mẫu đã trực bên phu nhân cả đêm. Muội muội làm sao vậy? Có phải là có chỗ nào không được thoải mái không? À, đây là cung Bình Dương, bên ngoài thành Hàm Dương, muội muội yên tâm, ở chỗ của tỷ tỷ đảm bảo bình an vô sự. Thái Bình, mau dìu phu nhân ngồi dậy đi. Dạ.
tại sao ta lại ở nơi này? Đêm qua Bắc Giao hành cung bị cháy lớn, phái người đi cứu lửa. Vừa đúng lúc người ngựa của Huệ Hậu đuổi kịp người ngựa của muội, đánh nhau một trận. Người ngựa của Huệ Hậu? Đúng vậy, bọn họ giả mạo thuộc hạ của sư Lý Tật để muội muội không đề phòng. Người của ta phát hiện muội muội bị bắt đi, liền cứu muội muội mang về đây. Còn Dung đại nhân thì sao? Dung đại nhân? Trong hỗn chiến Dung đại nhân bọn họ ly tán cùng với người của ta rồi. Vậy có thể cho người đi nghe ngóng tung tích của Dung đại nhân không? Đi rồi, chỉ cần có tung tích của Dung đại nhân lập tức báo cho phu nhân nghe. Lúc đầu khi chia cách với muội muội, trong lòng luôn nhớ mong. Nghe nói là vì sự uy hiếp của Huệ Hậu, muội muội ở nước Yên đã chịu sự làm khó bằng mọi cách của quốc tướng nước Yên. Nhưng mà hận là ta ở nơi xa xôi cách trở, không thể tương cứu, thật khiến cho người ta thương cảm. Đa tạ Ngụy phu nhân nhớ mong. Ta ở nước Yên, tất cả đều ổn. Không chỉ có ta, Dương hậu Ngụy Di cũng lo lắng cho muội. Nếu không phải bởi vì sự ngăn cản của Huệ Hậu, Di Nhi vẫn luôn muốn khuyên nhủ Võ Dương đón hai mẹ con muội trở về đó. Đúng đó, lời của mẫu nói đều là thật lòng. Võ Dương hậu dù đang mang thai, nhưng thần thái hơn người. Tất nghĩ thai nhi ở trong bụng không khiến người mệt mỏi gì. Võ Dương đoạn mệnh, có cây điêu tàn, người còn sống chống đỡ đại cục đúng là vô cùng khó khăn. Nếu không phải vì đứa trẻ trong bụng này thì ta đã sớm đi theo phụ quân rồi. Di Nhi của ta thật đáng thương. May mà Di Nhi hiểu rõ được đại cục, biết được triều chính của Đại Tần này dựa hết vào Di Nhi chống đỡ. Võ Dương hậu và Ngụy phu nhân ra tay cứu giúp Mị Nguyệt, lấy nghĩa hành sự, Mị Nguyệt ghi nhớ trong lòng. Đương nhiên, hiện giờ chúng ta ở cùng trên một con thuyền, vạn sự vui buồn cùng chia. Nghe ý của Võ Dương hậu thì người có chuyện muốn thương lượng với ta. Không sai, đại sự trước mắt. Tỷ tỷ cho rằng đại sự trước mắt chính là Mị phu nhân nên nghỉ ngơi điều dưỡng cho tốt. Diệt nước, diệt nhà, ngày tháng còn dài. Thái Bình, tận tâm tận sức hầu hạ phu nhân đó. Dạ. Đừng nhăn mặt câu mày nữa, mau uống nước đi. Cô mẫu, con không hiểu được. Mị Nguyệt này ở trong tay chúng ta rồi, vào thẳng vấn đề thì có gì không tốt chứ? Di Nhi không cần vội vàng, chuyện gì cũng dục tốc bất đạt. Mị Nguyệt đó là người thông minh tài trí, con vừa gặp mặt thì không tới ba câu đã nhắc tới di chiếu với Mị Nguyệt. Cô ta nhất định sẽ nghi ngờ. Nếu Mị Nguyệt đã nằm trong tay của chúng ta chắc chắn có thể lấy được di chiếu. Dù sao cô ta cũng không thoát khỏi đây được đâu. Sao cô mẫu biết được Mị Nguyệt ở Bắc Giao hành cung? Người tiết lộ tin tức này là tâm phúc của Mị Xu. Lời hắn nói chính xác có căn cứ. Chúng ta lao tâm khổ tứ chính là vì có được di chiếu. Có di chiếu rồi, chúng ta có thể mượn nó thu phục lòng người, hiệu lệnh thiên hạ. Bên chỗ Mị Xu ngông cuồng đến đâu cũng sẽ không làm gì được ta. Đúng vậy, hiện giờ Hoa Nhi của ta có thực lực mạnh nhất trong các vị công tử, lại có tộc cũ ủng hộ, thêm vào là di chiếu này, không ai có thể ngang hàng với chúng ta được. Chỉ có điều, muốn Mị Nguyệt đó cam tâm tình nguyện giao di chiếu ra, e là còn phải tốn chút công sức. Mị Nguyệt có di chiếu, thiết nghĩ còn có người phò trợ công tử Tắc Đăng Cơ. Con là Dương hậu, Hoa ca ca có binh mã, không dựa vào chúng ta thì dựa vào ai? Cho nên là Di Nhi không cần phải vội, bình tĩnh chớ nóng. Chúng ta để Mị Nguyệt đó biết là có được lợi ích từ chỗ của chúng ta xa xôi hơn là chúng ta có được lợi ích từ trên người của cô ta. Giữa đường bị phu nhân bị kẻ khác cướp đi, dùng nhuế để phụ kỳ vọng, vô cùng hổ thẹn. Không thể trách ngài được, vì di chiếu của Tiên Dương, doanh phu nhân đã xả thân vì nghĩa, ngài cũng ra sống vào chết mang thương tích. Những người đó mưu mô xảo quyệt, chúng ta khó mà đề phòng hết.
Dung đại nhân có dịch rõ lai lịch của binh mã cướp người giữa đường là ai không? Dịch không được rõ, nhưng mà chắc chắn không phải dương quân của Huệ hậu, giống binh mã của công tử Hoa Hương, cũng có thể là của công tử khác. Ta phát hiện mỹ phu nhân bị chúng bắt đi, mang người đuổi theo, nhưng cuối cùng yếu không địch lại mạnh, đành trơ mắt nhìn bọn chúng tháo chạy. Bọn chúng tới nhất định là vì chi chiếu. Hiện tại các công tử tự mình chiếm đất làm dương, có ý đồ xấu, thắng thua khó định. Ai lấy được di chiếu của tiên dương, nắm giữ mẫu tử mỹ phu nhân, thì sẽ có được sự ủng hộ của đại thần trong ngoài triều đình. Nếu những người này đã ném chuột sợi dở bình, thì có lẽ tạm thời tính mạng của mỹ phu nhân không đáng lo. Ta đợi nghe ngóng tin tức của mỹ phu nhân rồi tìm đối sách sau. Chỉ đành như vậy thôi. Phu nhân, phu nhân đi đường bụi bặm, ngồi xe mệt nhọc, nô tỳ đã chuẩn bị nước ấm có ngâm hoa tươi, mời phu nhân đi tắm. Ta biết rồi. Cây trăm này của phu nhân đúng là tao nhã tinh xảo, nhìn rất đẹp. Nếu như người thích, ta tặng nó cho ngươi. Đồ của phu nhân sao nô tỳ dám tùy ý lấy được. Phu nhân, để nô tỳ hầu hạ người tắm gội. Nô tỳ đã chuẩn bị y phục mới để cho phu nhân thay. Những đồ này dơ rồi, để nô tỳ đem đi giặt và phơi khô, rồi sẽ đưa lại cho phu nhân, có được không? Những thứ này đều là đồ cũ ta mang tới từ nước Yên. Ta hay nhớ đồ cũ, quần áo cũng không ngoại lệ. Làm phiền ngươi cẩn thận, khi giặt thì nhẹ tay một chút, tuyệt đối đừng làm hỏng y phục. Phu nhân yên tâm. Phu nhân, y phục đã đem tới. Mang qua đây. Cô ta không nghi ngờ chứ? Không có. Nhưng mỹ phu nhân đặc biệt dặn dò, những y phục này đều là đồ cũ đem tới từ nước Yên. Khi giặt thì nhẹ thay một chút, tuyệt đối đừng làm hư y phục. Tìm thật kỹ, chắc chắn ở trong y phục này. Không được bỏ sót bất cứ chỗ nào. Không cần tìm nữa, cô ta đang đùa cợt với chúng ta. Nếu cô ta đang đùa cợt chúng ta thật, chứng tỏ sớm đã có lòng hoài nghi. Vậy thì hiện tại đành đi thẳng vào vấn đề thôi. Muội muội, ngụy phu nhân, Võ Dương hầu. Hai ngày nay khí sắc của muội muội chắc là tốt hơn nhiều rồi. Có ngụy phu nhân và Võ Dương hầu tận tình chăm sóc, tinh thần của mỹ nguyệt đương nhiên tốt. Nếu như sức khỏe của mỹ phu nhân đã hồi phục, vậy chúng ta có thể thương lượng chính sự. Võ Dương hầu không nói, ta cũng đang muốn đi tìm hai người để nghe ngóng. Hai người liên hệ được với Dung đại nhân chưa? Nói tới chuyện này, ta còn gấp hơn muội muội nữa. Người được phái đi nghe ngóng nói, hôm đó Dung đại nhân gặp phải chính là cấm quân trong Dương quân, hình như còn bị trọng thương nữa. Có chuyện này sao? Muội muội không cần lo lắng, Dung đại nhân bị thương, chuyện của muội muội sẽ do tỷ tỷ ta ra tay giúp đỡ. Tỷ tỷ, nói vậy là có ý gì? Muội và ta quen biết bao nhiêu năm, không cần dòng do với đối phương nữa. Hiện tại, chúng ta cùng chung một kẻ địch, đó chính là Mỹ Xu. Cô ta muốn muội chết, cũng muốn ta chết. Chúng ta chỉ có liên thủ lại mới có đường sống. Liên thủ ra sao? Ta nghe nói Huệ hậu vẫn luôn căm hận hai mẹ con của muội, bởi vì Tiên Dương đã để lại cho muội một tờ di chiếu. Di chiếu?
Di chiếu gì vậy? Muội muội biết là di chiếu gì mà. Lẽ nào ngụy phu nhân nói tới là tấm di chiếu đó? Đúng, chính là tấm di chiếu đó. Hiện giờ nó ở đâu? Di chiếu đã bị Huệ hậu đốt rồi. Đốt rồi? Muội muội thật là biết nói đùa. Ta tận mắt thấy Huệ hậu đốt ở ngay trước mặt của ta. Vậy trên di chiếu đó viết cái gì? Tiên Dương phong Tắc Nhi là Thục hầu, đồng thời để ta đi theo Tắc Nhi cùng nhau đi Ba Thục. Xem ra muội muội vẫn không tin tưởng tỷ tỷ rồi. Hiện tại ai ai trong thành Hàm Dương này cũng biết Tiên Dương còn để lại cho muội muội một tấm di chiếu khác. Bao nhiêu người đều biết tấm di chiếu này là quả tới rơi đầu. Nghe nói năm đó chính vì nó mà Huệ hậu đã phái người hạ độc giết chết Mục Giám. Mấy ngày trước, doanh phu nhân của Bắc Giao hành cung không rõ vì sao đã bị lửa lớn thiêu chết. Muội muội, tỷ tỷ không ngại nguy hiểm đến tính mạng để giúp muội. Người ta thêm mắm thêm muối, mấy lời truyền miệng thất thiệt, ngụy phu nhân sao lại cho là thật? Nếu như không có di chiếu, tại sao mẹ con của muội lặn lội ngàn dặm xa xôi từ nước Yên nhanh chóng quay về nước Tần vậy? Võ Dương qua đời, Tắc Nhi về thành Hàm Dương bái tế huynh trưởng. Nhưng mà có người thật sự nhìn thấy tấm di chiếu đó. Vậy trên chiếu thư viết những gì vậy? Sau khi Tiên Huệ Dương băng hà truyền dị lại cho công tử Doanh Tắc. Lẽ nào trên di chiếu không phải viết những lời này sao? Muội chưa từng nhìn thấy chiếu thư, không biết trên chiếu thư viết những gì. Huống hồ nếu như có di chiếu đó thật, năm đó mẫu tử muội sao tới mức bị đuổi tới nước Yên làm con tin, suýt nữa chết ở nơi băng tuyết ngập trời. Nếu thật sự có chiếu thư, hơn nữa những lời viết trên chiếu thư là sự thật, có phải muội muội cũng có chút động lòng không? Nằm mơ giữa ban ngày, chỉ e không thể tin là thật. Muội muội đừng có hiểu lầm, chúng ta làm như vậy cũng là vì thiên hạ của Đại Tần, chứ không hề vì bản thân. Võ Dương hậu và ngụy phu nhân rốt cuộc muốn Mị Nguyệt làm chuyện gì? Võ Dương yểu mệnh, chưa lập thái tử, Di Nhi thân đang mang thai, theo lý mà nói nên là con kế vị cha. Nhưng mà hiện tại thì chưa rõ nam nữ, bên phía hậu Huệ lại một lòng muốn phò trợ công tử Tráng do cô ta sắp xếp làm tân quân. Đây không phải là gây nên đại loạn thiên hạ sao? Lúc này cần có một người để bình định cục diện. Lẽ nào ngụy phu nhân và Võ Dương hậu lại có ý để Tắc Nhi lên ngồi ở dương vị này sao? Nếu có thể đổi lại thái bình cho Đại Tần, các công tử ngừng chiến, Võ Dương hậu đồng ý nhường lại tôn vị, đương nhiên muội muội cũng là người có ơn sẽ báo, chắc chắn sẽ không để cho Võ Dương hậu và tỷ tỷ chịu thiệt. Ta đoán thử dự định của ngụy phu nhân là giúp Tắc Nhi đăng lên dương vị nhờ vào công tử Hoa Nhiếp Chính. Nếu Dương hậu sinh hạ Dương tử sẽ lập làm thái tử. Muội muội đúng là chu toàn thật, từng chữ nói ra đều là lời ta muốn nói. Nếu ta thật sự có tấm di chiếu này thì làm theo cách của ngụy phu nhân là được rồi. Nhưng khó là ở chỗ ta thật sự không biết tấm di chiếu này đang ở đâu. Cô mẫu, Mị phu nhân nhất thời quên mất cũng dễ hiểu. Ngày tháng còn dài, cứ từ từ suy nghĩ, chắc cũng sẽ nghĩ ra di chiếu đó đang ở đâu. Dương hậu nói rất phải, ta thật sự không nghĩ ra. Nếu như có một ngày hai người biết được tấm di chiếu đó ở đâu, nhớ là phải nói một tiếng cho ta biết đó.
Phu nhân. Phu nhân dừng bước. Ngụy phu nhân có lệnh, phu nhân không thể tùy ý ra ngoài. Ngụy phu nhân các người lại biến ta thành tù nhân nhốt ở đây sao? Phu nhân, bên ngoài cung Bình Dương nhốn nháo hỗn loạn, Ngụy phu nhân cũng là nghĩ an nguy cho người thôi. Quệ hậu, sao rồi? Chuyện báo tới rồi. Hiện tại công tử Hoa đã chiếm được Ung Thành. Công tử Trì và công tử Giao phối hợp với nhau đang công chiếm Lịch Dương. Ngoài ra các công tử khác cũng đang ở đất phong của mình, công thành chiếm đất xung quanh. Ung Thành là quốc đô cũ của Đại Tần ta. Công tử Hoa chiếm lĩnh Ung Thành, có lẽ là muốn lập làm Dương. Chỉ đáng tiếc ngày đó ta đã nhất thời mềm lòng, không bắt lấy công tử Hoa ở Tuyên Thất Điện, bắt hắn ra khỏi cung, nuôi hổ trong nhà. Hối hận đã muộn rồi. Hiện giờ muốn trừ khử thế lực của công tử Hoa và các công tử khác gần như là điều không thể. Tả tướng đi liên lạc với lão thần triều đình, chuyện tiến cử lập công tử Tráng làm Dương kết quả sao rồi? Trong ngoài thành Hàm Dương đều lưu truyền lời đồn Tiên Dương có di chiếu truyền ngôi cho công tử Tắc. Các lão thần giả câm giả điếc đối với chuyện tiên cử công tử Tráng làm Dương, học búa vô cùng. Mị Nguyệt thì sao? Công tử Tắc nữa, tại sao đã tìm khắp thành Hàm Dương như vậy rồi mà không bắt được họ? Thần có chuyện này không biết nên nói hay không. Cứ nói. Trước mắt vì tranh đoạt dương vị, Huệ hậu với Võ Dương hậu và Ngụy phu nhân trở mặt với nhau. Nếu như cùng ra sức tranh đấu, kẻ được lợi lại là những người ở bên cạnh quan sát. Nếu Võ Dương hậu đã mang thai con của Võ Dương, cũng là con cháu của Huệ hậu người, Huệ hậu không ngại tạm thời thỏa hiệp với họ. Chỉ cần họ đồng ý truyền lập công tử Tráng làm Dương thì Huệ hậu có thể cam kết, nếu Võ Dương hậu sinh hạ con trai sẽ lập làm thái tử, ai cũng đều được lợi. Huệ hậu liên thủ với Võ Dương hậu, đương nhiên phần thắng sẽ lớn hơn rất là nhiều. Cho dù thật sự có tấm di chiếu đó, vậy thì các lão thần cũng sẽ vì so sánh thực lực hơn kém thiệt hơn mà đứng về phía của Huệ hậu. Ngươi chính là quỷ độc dược nổi danh sao? Lão phụ chỉ là người nơi miền núi hái thuốc trị bệnh, chưa từng hại người. Hình luật của Đại Tần rất là nghiêm khắc, thả độc trùng là tội mất đầu. Họ gọi nô tỳ là quỷ độc dược, là bôi nhọ lão phụ. Không cần giảo biện. Trong Tả Thị Xuân Thu có ghi lại, nói thả độc trùng chính là bắt nguồn từ sở du của các ngươi. Ngươi lấy thả độc trùng lập nghiệp, có tiếng tâm lẫy lừng ở Ba Thục. Nếu thật là hái thuốc trị bệnh, sao đem vàng bạc đeo như vậy được? Có được gia tài hiển hách đồ sộ, ngươi nhận tiền tài hại người thay người, không cần phải giấu giếm nữa. Ở đây không có người ngoài, chỉ cần ngươi thành thật nói ra, ta đảm bảo vàng bạc châu báu ngươi không thiếu. Chuyện quý nhân muốn lão phụ làm là chuyện gì vậy? Nếu như ngươi thủ đoạn cao minh, chỗ châu báu này sẽ là của ngươi hết. Quý nhân ra tay hào phóng, lão phụ sao dám không theo. Vậy ngươi có mang theo độc trùng không? Lẽ nào quý nhân muốn tận mắt nhìn thấy? Đúng, mắt thấy mới tin. Chính là nó sao? Chỉ là một con sâu nhỏ thôi à? Ê, quý nhân đừng xem thường nó. Độc trùng tuy nhỏ nhưng thần thông quảng đại, có thể khiến ta sống không bằng chết đó. Thần thông quảng đại ra sao? Quý nhân đừng sợ. Đem nó bỏ vô trong trà cơm rượu nước để người uống vào, người ăn hay uống phải độc trùng sẽ phát
tác sau 3 canh giờ. Ngày đầu phát tác đau đớn thấu tận tâm can. Ngày thứ hai phát tác 2 lần, đau đớn đau tới xương tủy, đau không muốn sống. Ngày thứ ba sẽ phát tác 3 lần. Nếu như muốn ngừng đau thì buộc phải loại trừ độc trùng. Vậy thì phải dùng thuốc giải đặc chế. Thuốc giải? Ngươi có thuốc giải không? Đây là thuốc giải. 1 canh giờ sau khi uống thuốc giải có thể giải độc. Thuốc giải này trước khi uống không được dính nước. Dính nước sẽ mất tác dụng đó. Còn có chuyện như vậy sao? Vậy nếu như không có thuốc giải, người trúng độc trùng sẽ như thế nào? Nếu không uống thuốc giải, sau nửa tháng ma quỷ mê hoặc, thần trí điên loạn, quỷ nhân muốn người trúng độc trùng làm bất cứ chuyện gì, họ đều làm theo. Tới lúc đó, có muốn uống thuốc giải, loại trừ độc trùng cũng muộn rồi. Muộn rồi? Sau 2 tuần, độc trùng ăn hết lục phủ ngũ tạng, người trúng độc trùng tứ chi thối rữa mà chết. Mau mau mau, nhanh lên, mang độc trùng cách xa một chút. Mời phu nhân dùng bữa. Phu nhân nên giữ sức khỏe. Bên chỗ Ngụy phu nhân đang nghĩ cách liên lạc với Dung đại nhân và Ngụy Diễm tướng quân. Một khi ổn thỏa sẽ đưa phu nhân xuất cung đoàn tụ với công tử Tắc. Muội muội, muội muội, muội muội, muội muội, muội muội làm sao vậy? Đau, toàn thân đau thấu xương. Cô mẫu, ngày hôm qua mị phu nhân vẫn bình thường, sao qua có một ngày mà đau thành như vậy? Không lẽ là mắc bệnh cổ quái gì sao? Di Nhi đừng dội. Cô mẫu từng nghe nói thế gian này đúng là có một chứng bệnh, sau khi nhiễm phải giống như phải chịu hàng trăm con sâu cắn vào xương cốt. Mùi gì đó đúng là đau không muốn sống nữa. Vậy chứng bệnh đó có thuốc để trị không? Có thì có, nhưng mà thuốc đó rất quý, không dễ gì có được thuốc giải đâu. Tốt quá rồi, nếu như có thuốc cứu người quan trọng, mau phái người đi tìm. Con tin là mị phu nhân nhất định sẽ không tiếc chúng ta thứ gì đâu. Không phiền hai người phải tốn công. Lời này của muội muội là có ý gì? Trong lòng các người rõ hơn ai hết. Lúc trước các người không lấy được bất cứ gì ở chỗ ta, dùng thủ đoạn gì cũng không có được. Ôi trời ơi, muội muội, muội đúng là hiểu lầm lòng tốt của ta rồi. Ta đã từng nghĩ tới các người sẽ làm chuyện bỉ ổi đê hèn gì đó với ta, không ngờ chính là dùng thuốc hạ độc. Muội muội bình tĩnh lại đi. Bọn ta cũng là vì công tử Tắc và Dương Nhi ở trong bụng của Di Nhi mới đưa ra hạ sách này. Hiện tại trong tay muội có di chiếu hay không cũng không sao hết,
chỉ cần 10 triệu. Chịu viết ra cam kết này, đồng ý sau khi tân quân đăng cơ, công tử qua nhiếp chính, Võ Dương Hậu hạ sinh Dương Nhi thì lập làm thái tử, chúng ta vẫn hòa hợp như lúc đầu, vẹn cả đôi đường. Mang một thai nhi, nam nữ chưa biết. Các người đã hao tâm tổn sức như vậy, không từ thủ đoạn, e là thai nhi này là giả, là một yêu nghiệt. Ngươi ăn nói lung tung, dám xúc phạm Dương Hậu à? Ta đã từng nghĩ tới các người không từ thủ đoạn, không ngờ rằng các người lại làm tới nông nỗi như vậy. Được, Mị Nguyệt coi như là ngươi giỏi. Ngươi cứng đầu như thế nào đi nữa cũng không cứng bằng độc trùng trong người của ngươi đâu. Chỗ ta có một gói thuốc giải, chỉ cần ngươi hứa với ta, ta sẽ lập tức đưa cho ngươi. Nếu như ngươi vẫn ngoan cố, vậy thì để độc trùng này dạy dỗ ngươi. Hôm nay chỉ là mới bắt đầu thôi, ngày mai sẽ không dễ dàng như hôm nay đâu. Sự đau đớn sẽ càng ngày càng tăng lên, sẽ cho ngươi hiểu được cái gì gọi là sống không bằng chết. Cút, cút mau, cút đi. Đi, đi. Chúng ta đi thôi. Đi đi, đi. Được, cô mẫu, chúng ta đi. Mị Nguyệt này là tự mình chuốc lấy. Đợi tới ngày mai, trễ nhất là ngày mốt, cô ta sẽ khổ cực tới cầu xin chúng ta. Phu nhân cẩn thận. Nhặt lên, nhặt lên. Dạ dạ. Phu nhân, đây. Đây. Lòng tốt của ta và Dương Hậu bị chối bỏ. Mị Nguyệt, ngươi hãy tự cầu phúc cho mình đi.